Xin chào tất cả các bác nhé. Thì đây là em đang đóng cho khách 10 lít mật ong Bạc Hà vụ mới 2022. Thì bắt đầu từ hôm nay là bắt đầu có cái mật ong hoa Bạc Hà vụ mới rồi. Thì đây là những cái lít mật ong hoa Bạc Hà đầu tiên. Thì bên em có hàng và bên em sẽ đóng gửi cho khách. Thì tiện làm quay video để các bác, để bác nào mà đang cần cái mật ong hoa Bạc Hà của đặc sản của Hà Giang thì các bác liên hệ và ủng hộ bên em nhé. Thì đây các bác nhìn cái mật ong Bạc Hà của bên em này. Đấy, mật ong Bạc Hà bao test bao chuẩn cho các bác nhìn này. Đấy, mật ong Bạc Hà đấy, màu của nó sẽ phải là màu vàng chanh rất là đẹp đấy, và nhìn kỹ thì nó sẽ có lớ xanh xanh rất là nhẹ thôi nhá, chứ nó không phải là cái hàng xanh nét, không phải là mật ong Bạc Hà các bác nhé. Đấy, nó phải là màu vàng chanh như thế này. Đấy, nó rất là ngon đấy, mật vụ mới thì màu rất là đẹp đấy, các bác nhìn đóng gà lên rất là phèo phọt, rất là thích như bia luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn kỹ thì nó sẽ có một chút lơ lớ xanh thì nó phải chuẩn, chứ không phải là mật Bạc Hà là mật xanh nét các bác nhá. Đấy, mật vụ mới mật màu. Đấy, và mặt màu như này là màu chuẩn nhất rồi các bác nhá. Đấy, bên ngoài nhìn còn đẹp nữa cơ. Đấy, thì một chai như này là chai 1 lít. Đấy, bắt đầu từ thời điểm này là bắt đầu có mật vụ mới rồi nhá. Bắt đầu có mật từ mật màu 2 rồi. Đấy, bác nào mà cần mật ong hoa Bạc Hà thì các bác liên hệ ủng hộ bên em. Đấy, cam kết với các bác là mật em bao chuẩn, bao test và bảo hành cho các bác luôn. Đấy, giá sỉ tại trại, không qua trung gian. Mật cam kết y hình nhé. Và bên em có, nếu mà bác nào mà thích đóng can 20 lít thì bên em đóng can 20 lít, mà thích đóng chai 1 lít như thế này, đẹp như này thì bên em cũng sẽ đóng sẵn cho các bác. Đấy, đây là khách gửi cho khách 10 lít thì các bác. Mỗi một vụ hoa mật Bạc Hà bên em bán rất là nhiều. Đấy, nhưng mà những cái vòng quay đầu tiên này thì nó mới có số lượng ít, nó mới được có vài chục lít thôi, cho nên là bán phải chia đều. Đấy, các bác yên tâm nhé, mật vụ mới rồi, cho nên là bác nào mà cần Bạc Hà để dùng thì các bác liên hệ bên em nhé, hàng sẵn tại Hà Nội nhé. Bác nào mà ở Hà Nội thì bên em sẽ giao trong ngày, còn bác nào ở xa thì bên em sẽ ship code gửi giao tận nhà cho các bác. Đấy, mật cam kết cho các bác mật siêu ngon và bảo hành. Đấy, và mật ong ba Bạc Hà của bên em là chỉ lấy một nguồn ở trên chỗ Mèo Vạc Đồng Văn Hà Giang các bác nhé, là nơi cái nôi của cái mật ong hoa Bạc Hà này. Đấy, cho nên là bác nào cần mật Bạc Hà chuẩn như thế này thì các bác ủng hộ bên em. Đấy, quay lên như thế nào thì mật các bác nhận y như thế nhá. Đấy, màu sắc hay bác nào mà nhìn cái bọt cái gà của nó là các bác biết này, bác nào mà sành mật Bạc Hà hay là sành chuyên mật thì các bác nhìn chai mật ong này là cũng biết làm hàng nó chuẩn như thế nào rồi. Thì bác nào mà cần ong Bạc Hà thì các bác ủng hộ bên em bằng cách các bác gọi trực tiếp tới số hotline của bên em. Đấy, số đây, đây số điện thoại của bên em đây các bác nhé. Đấy, 0982 403 110. Đấy, bác nào dùng Zalo có thể kết bạn Zalo, bên em tư vấn và gửi hàng cho các bác. Đấy, và thời điểm mật ong hoa Bạc Hà sẽ ngon nhất là từ cuối tháng 9, tháng 10, tháng 11. Đấy, và bắt đầu vào đầu tháng 12. Đấy là những thời điểm các bác nên mua mật ong hoa Bạc Hà, thời điểm nó cho mật vòng 2 ngon nhất. Và sau đó thì mật nó sẽ bị tạp, nó sẽ không được tinh là mật Bạc Hà như thời điểm 2-3 tháng này. Đấy, bắt đầu từ cuối tháng 9 các bác nhé. Rồi, các bác nào có câu hỏi hay là cần tư vấn gì về mật ong Bạc Hà, các bác liên hệ trực tiếp số hotline, cái bạn Zalo, bên em sẽ tư vấn và gửi hàng cho các bác. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.